người cũ của Ngọc Trinh vỡ nợ ở tuổi U80. Từng nằm trong danh sách những người giàu nhất thế giới nhưng nay Hoàng Kiều đã không còn là tỷ phú nữa. Năm 2016, theo kết luận của tạp chí Forbes, Mỹ, tỷ phú Hoàng Kiều từng nằm trong danh sách top 400 tỷ phú giàu nhất thế giới. Thời điểm đó, tổng tài sản của ông lên đến 2,9 tỷ USD, là nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh thế giới. Cũng trong thời điểm này, tỷ phú Hoàng Kiều sáng nhất mạng xã hội khi công khai chuyện tình lãng mạn với Ngọc Trinh cặp đôi cách nhau đến 45 tuổi, người ở Mỹ, người ở Việt Nam nhưng vẫn tỏ ra rất mặn nồng, thậm chí ông còn không ngần ngại bày tỏ dự định rước nàng về dinh. Đáng tiếc, khi chưa kịp thực hiện lời hứa thì cả hai lại chia tay trong ồn ào. Những lời qua tiếng lại sau đó khiến dư luận càng có cơ hội chế giễu hai người, cũng kể từ sau mối tình ồn ào với Ngọc Trinh, ông Hoàng Kiều không công khai yêu thêm ai nữa. Mới đây, chính ông Hoàng Kiều tiết lộ, bản thân đang mắc nợ vô kể, đã không còn nằm trong danh sách tỷ phú giàu nhất thế giới. Bây giờ tôi nợ nần như chúa chổng, bị lọt khỏi danh sách 400 tỷ phú ở Mỹ tôi rất đài rồi. Từ một tỷ phú đứng thứ 148 với tài sản 3,8 tỷ USD, bây giờ nợ 3 tỷ USD và không còn là tỷ phú nữa, ông cho biết hiện ông không chia sẻ đã trả hết nợ chưa nhưng ông vẫn thường xuyên khoe cuộc sống sang chảnh của mình trên trang cá nhân. Ông đi trực thăng riêng, thưởng thức sơn hào hải vị và cũng tham gia nhiều hoạt động từ thiện. Năm 2021, Hoàng Kiều bày tỏ nguyện vọng được nhận nuôi 23 người con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung.